là em học được 3 điều. Là thứ nhất là về tinh thần, luôn luôn giữ tinh thần thoải mái để học, cũng như là sắp xếp thời gian hợp lý. Nhưng mà đối với em thì không hợp lý lắm. Rồi nếu mà các bạn ở khóa 6 mà muốn đăng ký học thì nên chuẩn bị một cái lộ trình thời gian của mình cho hợp lý nhất có thể để mình tập trung cao độ nhất. Còn cái thứ ba đó là luôn chăm chỉ luyện tập. Em là một người luyện tập chắc là nhất lười nhất lớp. Tại vì đi làm, em đi làm ở đây là 12 tiếng, 12 tiếng một ngày. Xong rồi cái thời gian nó chênh lệch 5 tiếng, nên là ngủ em chắc một ngày được 3 đến 4 tiếng mất. Nên các bạn chịu khó dành thời gian để luyện tập nhiều hơn. Và đừng có ngại khi luyện tập. Ví dụ như khi mà luyện tập các bạn bị người khác cười là nó có nên chắc là bị điên u ơ cả ngày rồi. Như em thỉnh thoảng ra ngoài farm em vẫn đọc u ơ, xong mấy anh chị người Thái hay là người Cambodia bảo sao sao mà đọc đọc điên điên thế, mày bị dở hơi à, học nhiều quá không tốt đâu, nó bảo thế. Mẹ anh lao động người Thái Lan bảo mày học nhiều quá không tốt đâu. Làm sao nữa, ok không sao đâu, tại vì em chắc là đang bị điên đấy, bề đế em mới đọc như thế xong để mọi người không cười nữa, là cứ tiếp tục ngày nào tiếp tục như thế thì cái khả năng phản ứng em cũng tiến bộ lên được 1 tí. Em thấy tiến bộ lên 1 tí và tại em lười mở rộng khẩu hình miệng, em toàn nói lướt nhanh cho nó quá, như từ em đọc sáng em cố tình lướt nhanh quá. Như thế là sau khóa học này em thấy là như thế cũng tốt, tại vì mình là lướt quá nhanh nhưng mà người ta không hiểu được cái ý nghĩa của mình muốn nói, muốn đề cập đến cái ý nghĩa của từ muốn mình muốn đề cập đến, mình đang cuộc giao tiếp của mình hiểu quá. Dạ, em có gọi bị nhỏ thế thôi. Tốt 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 anh, khi em nhận ra được điều đó là bây giờ là lúc em quay lại chỉnh lại từng từ một á, đúng phát âm, Dạ. phát âm em là rõ rõ 80% được rồi đó, chỉnh chu 10 ăn 10 nha.